thì phòng nhà báo Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ cho biết liên quan tới vụ án ép cô Huỳnh Phụng, chúng ta cần ngược dòng thời gian. Đó là cái giai đoạn 1997-1998, là cái thời điểm khủng hoảng kinh tế lần đầu tiên sau đổi mới của Việt Nam, sau cái cuộc mở cửa kinh tế năm 1986. Lúc đó thị trường địa ốc không chỉ ở Việt Nam mà trong khu vực Đông Nam Á, nó còn ảnh hưởng tới Đông Bắc Á. Thị trường địa ốc lúc đó đã khủng hoảng sau một thời gian tăng nóng. Và thưa quý vị, tại cái thời điểm hiện nay, người ta nói có những cái dấu hiệu sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng về địa ốc trong năm nay hay năm sau. Và theo nhà báo Hoàng Linh, cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác, lúc đó Minh Phụng và Liên Khôi Thìn mong muốn chấp thời cơ, tích lũy càng nhiều đất đai càng tốt, chờ thời cơ có giá là tung ra bán với giá cao hơn nhiều lần. Và ngay từ đầu tay Minh Phụng đã xác định đầu tư trên một cái quy mô lớn. Xong, cái sự thất bại là một cái sự không may mắn cho họ vào đúng cái thời điểm mà bong bóng bất động sản bùng nổ. Thưa quý vị, Tăng Minh Phụng bắt đầu xuất thân từ một cái người chở dầu đi phân phối cho các cái cửa hàng, và nhờ làm măng xiên măng biết cách thì Tăng Minh Phụng đã thành lập cái tổ hợp may nhỏ lẻ, rồi nhanh chóng phát triển thành các chuỗi phân xưởng lớn nhất Sài Gòn trong những năm đầu thập niên 80. Và chỉ một cái thời gian sau, vào những năm 1993-1996, nhiều quý vị hẳn còn nhớ các cái phương tiện thông tin đại chúng, hầu như toàn bộ các cái quảng cáo cho công ty Minh Phụng nổi lên. Đó là một tập đoàn kinh tế năng động và rất có thế lực tại thời điểm đó, với một chức năng chủ yếu là họ sản xuất gia công hàng may mặc, giày dép xuất khẩu. Và sau đó, sau khi phát triển công ty ổn định kinh doanh, hàng năm có doanh số tới nhiều triệu đô la Mỹ, thì khi đó Tăng Minh Phụng đã nghĩ tới việc xây dựng các khu vực nhà xưởng để đầu tư cho ngành may. Khi mà công ty Minh Phụng của Tăng Minh Phụng khẳng định được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế, thì công ty Minh Phụng quyết định chuyển sang đầu tư lớn vào bất động sản. Vào cái thời điểm 1993-1996, nó là một cái lĩnh vực còn mới và được đánh giá là cực kỳ phi mưu, trong khi doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm, hơn nữa các cái văn bản của nhà nước chưa có quy định chặt chẽ. Đó là lý do sau này công ty Minh Phụng của Tăng Minh Phụng đã bị truy tố vì cái tội doanh nghiệp hoạt động bất hợp pháp, không có chức năng kinh doanh bất động sản. Thưa quý vị, cái số lượng bất động sản của Tăng Minh Phụng ở cái thời điểm cao nhất có tới 169 biệt thự, nhà ở, văn phòng các loại, có một hệ thống nhà xưởng tập trung, kho tàng tại các khu công nghiệp, thậm chí có 78 đơn vị với diện tích trên 1,2 triệu m2. Ngoài ra chưa kể đến đất chuyên dụng, Tăng Minh Phụng sở hữu 2,6 triệu m2 và các cái tài sản trên phân bố địa bàn của Sài Gòn, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng. Thưa quý vị, vào cái thời điểm 1993-1996, Tăng Minh Phụng lúc đó được xem là một nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực địa ốc. Quý vị cứ tưởng tượng 1 m2 đất của Tăng Minh Phụng thời đấy mà so với giá trị hiện nay, với tổng số 2,6 triệu m2 đất chuyên dùng hay diện tích sàn của các cái văn phòng cũng như nhà cửa cho thuê tới 1,2 m2, thì quý vị có thể tưởng tượng cái số lượng tài sản, tức là các bất động sản của Tăng Minh Phụng tới cỡ nào. Nhưng thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, ông Tăng Minh Phụng là một người không may trong kinh doanh, và đó là lý do tăng trưởng quá nóng nên giai đoạn 1993-1996 thì doanh nghiệp kinh doanh bất động sản của ông Tăng Minh Phụng đã lâm vào một cái tình thế hết sức nguy hiểm. Khi đó được biết ông Tăng Minh Phụng rất khó khăn khi phải duy trì cũng như phát triển khối tài sản khổng lồ như chúng tôi vừa kể, trong khi đó vốn đầu tư cho kinh doanh địa ốc thì như quý vị đã biết nó càng nhiều, mà tất cả những cái khối tài sản thuộc sở hữu của ông Tăng Minh Phụng nó xuất phát từ những đồng nợ vay của ngân hàng. Và một cái hệ quả tất yếu nó đã đến, nợ vay ngân hàng thì lãi mẹ để lãi con, nhưng mà khả năng sinh lời từ tài sản thì không có trong một cái thời gian ngắn. Bởi vì chiến lược đầu tư của ông Tăng Minh Phụng cũng như ông Liên Khôi Thìn, đó là phải sử dụng một cái thời gian tương đối dài, từ 10-15 năm, cầm cự để chờ thời.
Nhưng mà thưa quý vị, kết cục không còn cách nào khác, ông Tăng Minh Phụng đã buộc phải có cái hành động người ta gọi là lừa các ngân hàng để có vốn quay vòng, bằng cách một sổ đỏ, một chủ quyền của một mảnh đất nào đó vân vân, quay vòng 3-4 ngân hàng lấy tiền, hệt như vượng vin hiện nay. Thưa quý vị, trong khi quy định của ngân hàng nhà nước vào thời điểm đó chỉ cho phép một doanh nghiệp chỉ được vay không quá 10% vốn tự có, và để có thể vay được vốn để đối phó với quy định trên, thì ông Tăng Minh Phụng lập tức thành lập hàng loạt các công ty con, cấu kết với các quan chức ngân hàng cũng như lãnh đạo thành phố Sài Gòn, sử dụng trên 40 pháp nhân để vay vốn và quay vòng. Và đó là lý do tại sao đến khi xảy ra vụ án thì Minh Phụng đã thực hiện 600 hợp đồng tín dụng với 7 ngân hàng với tổng dư nợ hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, nguyên nhân thất bại của Tăng Minh Phụng hay của công ty Minh Phụng Apple cũng vậy, do đầu tư vào quá nhiều bất động sản tại nhiều nơi. Nếu như ông Tăng Minh Phụng, ông Liên Khuy Thìn có nhiều vốn, có khả năng tiếp tục nắm giữ những cái bất động sản hay chủ quyền đất, trong khi vẫn có thể duy trì những cái khoản lãi nợ ngân hàng để chờ đến khi chu kỳ tăng trưởng của thị trường địa ốc tăng lên, thì người ta khẳng định Minh Phụng và Apple hoàn toàn có khả năng thu được lợi nhuận lớn. Xong thưa quý vị, toàn bộ khối lượng tài sản của Tăng Minh Phụng và Apple hoàn toàn từ vốn vay. Nếu như chờ được cơn sốt đất tiếp theo thì những cái khoản lợi nhuận thu được cũng khó có thể bù đắp vào những cái khoản lãi vay ngân hàng, và bi kịch bắt đầu từ đấy. Đổ vỡ dây chuyền đã khiến cho công ty Minh Phụng không có khả năng trả nợ ngân hàng, và đó là lý do đến tháng 3 năm 1997, ông Tăng Minh Phụng đã bị quyết định khởi tố bắt tạm giam. Ngoài Tăng Minh Phụng còn có nhiều doanh nhân cũng như các cán bộ ngân hàng về tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Khi đó khám xét nhà ông Tăng Minh Phụng, theo Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra không tìm thấy một cái tài sản gì có giá trị ở trong nhà. Và ông Tăng Minh Phụng đã cho biết toàn bộ tiền tự có, tiền vay, tất cả đều tập trung vào cái công ty Minh Phụng. Trở lại cái vấn đề ông Nguyễn Tấn Dũng thời đó, ngoài trưởng ban chỉ đạo thi hành án phân tài sản Minh Phụng Apple, thưa quý vị, ông Nguyễn Tấn Dũng đã để cho các cái đàn em cũng như các cái doanh nghiệp sân sau, những người thân cận đánh giá phát mãi tài sản với những giá rẻ như cho. Trong khi những cái tài sản của ông Tăng Minh Phụng là những biệt thự, văn phòng, nhà xưởng tại khu vực Sài Gòn và các tỉnh lân cận, trên giá thực tế bán rất cao so với giá mà tòa án định khi xét xử. Mà giá của tòa án định khi xét xử là xuất phát từ ban chỉ đạo thi hành án phân tài sản vụ án Minh Phụng Apple mà Nguyễn Tấn Dũng là trưởng ban. Đó là lý do thưa quý vị, thực tế khi xử lý tài sản của công ty Minh Phụng thế chấp đã cho thấy các cái danh mục tài sản có thế chấp là nhà, xưởng, kho, tàng tại các khu công nghiệp đều có giá rất cao với thời gian thuê khoảng 40-50 năm. Thì chỉ riêng tiền khai thác những cái tài sản nhà, kho, xưởng như vậy, nhiều ngân hàng đã thu lãi hàng trăm, thậm chí cả nghìn tỷ đồng. Còn đối với các tài sản là biệt thự, văn phòng, nhà xưởng tại khu vực Sài Gòn, phần lớn giá bán thực tế rất cao, hơn rất nhiều so với giá tòa định giá khi xét xử. Thậm chí có những cái ngân hàng được biết được tòa giao cho một số lô đất ở Thủ Đức, Sài Gòn, họ không cần phải triển khai xây dựng dự án, cũng không cần phải đầu tư hạ tầng, chỉ cần qua một phiên đấu giá cho một lô đất thôi cũng thu đủ toàn bộ số nợ 15 triệu đô. Ngoài ra đơn vị này còn dư ra được số tiền và tài sản giá trị cả chục triệu đô la. Và đó là lý do ông Liên Khuy Thìn đã căn cứ vào đó để đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải tìm lại công lý, sự công bằng, thu hồi cái số tài sản kể trên mà của ông Liên Khuy Thìn đi chiếm đoạt dưới nhiều hình thức. Đó là các cái tài sản thế chấp một số ngân hàng thương mại. Khi thế chấp, ngân hàng nhận thì đánh giá giá trị hết sức thấp. Khi thu giữ và bán cho các đối tượng sân sau thì bán theo giá rẻ, nhưng mà qua tay bán thẳng cho khách hàng không qua đấu giá thì những cái giá bất động sản cũng như nhà đất của Minh Khuy Thìn đã được bán với những cái giá gấp hàng chục, hàng trăm lần. Thưa quý vị,
Một cái câu hỏi là tài sản của Tăng Minh Phụ và Apple cũng như của Liên Khung Thìn sau khi được ban chỉ đạo xử lý nợ của Minh Phụ Apple do Nguyễn Tân Dũng là trưởng ban, nó đã chạy vào đâu, nó rơi vào túi ai? Theo Liên Khung Thìn cho biết, trong gần 6 năm nay qua các cấp xét xử, Dũng lợi dụng việc thi hành án, nhiều tài sản của Minh Phụ và Apple đã rơi vào túi một số người. Ví dụ trong cái việc thành lập công ty Hồng Long có 4 thành viên gồm Liên Khung Thìn góp 1 tỷ, Nguyễn Xuân Kỳ góp 1 tỷ, Đỗ Hữu Cảnh góp 1 tỷ và Trần Kim Lệ cũng góp 1 tỷ. Trong công ty này, Liên Khung Thìn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, còn ông Đỗ Hữu Cảnh làm giám đốc, trụ sở đặt tại 282 Ngô Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Sài Gòn. Nhưng mà thưa quý vị, vào tháng 10 năm 1996, ông Nguyễn Xuân Kỳ chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn cho Liên Khung Thìn. Toàn bộ phần góp vốn này, tại hai phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm, người ta mới vỡ lẽ rằng phần hùn 1 tỷ đồng của bà Trần Kim Lệ là vợ của ông Phạm Nhật Hồng, phó giám đốc ngân hàng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, là một bị can trong vụ án, và bà Trần Kim Lệ cũng đã bị thi hành án tử hình, chỉ là tài sản đứng tên giúp cho Liên Khung Thìn. Như vậy ở công ty Hồng Long, ông Liên Khung Thìn nắm giữ 3/4 vốn. Nhưng mà trong thời gian ông Liên Khung Thìn đang chấp hành án ở trong trại giam, theo báo Công an Nhân dân cho biết, trước khi có quyết định xóa tên ông Liên Khung Thìn khỏi công ty Hồng Long, thì những cái lãnh đạo của công ty Hồng Long đã qua mặt ông Liên Khung Thìn, làm văn bản gửi tới một số lãnh đạo các sở chức năng xin ý kiến. Và sau đó, mỗi cái sở đầu tư của Sài Gòn có một công văn gửi các ngành chức năng khác để xin ý kiến về việc giảm vốn, giảm thành viên. Và cuối cùng, ông Liên Khung Thìn đã không có tên trong danh sách của công ty. Điều đó là đồng nghĩa với việc ông Liên Khung Thìn đã mất trắng vốn trong cái công ty Hồng Long mà ông Liên Khung Thìn sở hữu tới 3/4 vốn. Đó là lý do tại sao tháng 11 năm 2001, lãnh đạo Sở Đầu tư Sài Gòn đã ký một cái văn bản trả lời, nội dung không có ý kiến cụ thể, nhưng đầu tháng 12 năm 2001 lại có một lãnh đạo khác ký một cái công văn để trả lời công văn của Sở Đầu tư, cho rằng vốn của ông Liên Khung Thìn và bà Trần Thị Lệ không còn nên đương nhiên bị xóa tên. Có lẽ Sở Kế hoạch Đầu tư người ta dựa trên cơ sở công văn này nên công ty Hồng Long đã tiến ông Liên Khung Thìn đi chỗ khác. Chưa hết thưa quý vị, theo Liên Khung Thìn, số lượng tài sản hiện nay của ông còn khá nhiều tại công ty Hồng Long, cụ thể là cụm kho Hồng Long ở khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra còn có hai căn nhà số 61A, 61B đường Tú Sương, quận 3, 3 biệt thự phường Thảo Điền, quận 2, nhà 282 đường Ngô Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, 3 căn nhà khác trên đường Lạc Long Quân, quận 11, cùng với rất nhiều đất đai rải rác ở phường Bình Hiệp Phước, quận Thủ Đức, Vũng Tàu, thành phố Nha Trang. Mà đến nay mặc dù vẫn còn với tư cách thành viên góp vốn, nhưng ông Liên Khung Thìn lại không hề được biết số phận những cái tài sản của mình bây giờ ra sao. Chính vì thế, thưa quý vị, theo Bộ Công an, bằng hai văn bản ngày 3 tháng 8 năm 2005 và ngày 15 tháng 1 năm 2005 của cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ông Liên Khung Thìn chiếm 75% vốn điều lệ trong công ty Hồng Long, và tòa án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định kê biên một số tài sản của công ty Hồng Long nhằm đảm bảo việc thi hành án. Và sau khi ông Liên Khung Thìn vào tù thì công ty Hồng Long cũng có nhiều thay đổi, mà cụ thể là cái căn nhà 282 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã xuất hiện thêm nhóm công ty cổ phần Đông Dương. Và đó là lý do ông Liên Khung Thìn tố cáo sự ra đời của nhóm công ty cổ phần Đông Dương là các cái tài trần của Nguyễn Tấn Dũng nhằm mục đích tiêu hóa số tài sản của ông Liên Khung Thìn. Bởi lẽ lô đất 107.456m2 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã bị cơ quan thi hành án kê biên, nhưng vẫn được công ty Hồng Long xẻ ra mang đi bán. Còn hơn thế nữa, theo Liên Khung Thìn, giữa năm 2003 khi Liên Khung Thìn còn ở trong tù thì công ty Hồng Long cho phân mảnh đất thành 484 nền nhà, rồi cho ông Đỗ Trường Sơn
Một người thân cận của ông Đỗ Hữu Cảnh lúc đó là giám đốc trung tâm giao dịch kinh doanh địa ốc, phó giám đốc công ty Hồng Long ký hợp đồng hợp tác đầu tư hợp đồng chuyển nhượng, mà thực chất là bán cho hàng trăm người khác với giá từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng cho một mét vuông. Xong, thưa quý vị, tất cả những vấn đề đó công ty Hồng Long chưa nộp thuế, thậm chí theo bản án của tòa án phúc thẩm, ông Liên Khương Thìn và công ty Hồng Long phải có nghĩa vụ thi hành án với tổng số tiền 238 tỷ đồng theo ông Liên Khương Thìn. Còn rất nhiều những dẫn chứng liên quan tới những cái tài sản tại công ty Hồng Long, ví dụ như căn nhà 61B đường Tú Sương, quận 3, được nhà nước đã bố trí cho vợ chồng ông bà T một lãnh đạo cao cấp sử dụng. Sau đó vợ chồng ông đã nhượng lại cho ông Liên Khương Thìn với giá 180 lượng vàng, nhưng do công ty Hồng Long đứng tên, lúc ông Liên Khương Thìn bị bắt thì ông T đem vàng trả cho công ty Hồng Long để lấy lại nhà 61B Tú Sương. Và thậm chí ông bà T, một lãnh đạo cao cấp, còn trả thừa cho công ty Hồng Long trên 100 cây vàng. Thưa quý vị, theo báo Công an Nhân dân, chẳng hiểu chuyện này chính xác đến đâu, nhưng nếu quả thực thì không biết bây giờ 100 cây vàng thừa do một lãnh đạo cao cấp trả cho công ty Hồng Long đã được sử dụng vào một mục đích gì. Rồi thưa quý vị, còn có các cái căn hộ, căn biệt thự, các cái nhà riêng của công ty phát triển đô thị giá mỗi căn khoảng 300 lượng vàng, tương đương với giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Sau đó người ta đã dùng để thế chấp vay tiền của cái tổ chức tài chính ICB. Thưa quý vị, theo ông Liên Khương Thìn, cái việc giải quyết nợ có rất nhiều điểm khuất tất, mà những cái tài sản của ông Liên Khương Thìn cũng như của Minh Phụng Epco là những cái tài sản thể nhà nước tịch thu để làm tài sản thi hành án. Vậy mà dưới sự chỉ đạo của số lãnh đạo cao cấp, những cái tài sản đó đã không cánh mà bay. Thưa quý vị, đáng chú ý đó là một người phụ nữ có tên là Lưu Thị Hồng Loan đã mua được rất nhiều nhà đất với một cái giá rẻ, nhưng khi bán đi thì như quý vị đã biết, giá tăng lên hàng chục thậm chí hàng trăm lần so với giá đấu giá. Đó là một điều ông Liên Khương Thìn cho rằng rất khó hiểu. Ví dụ như trong khối tài sản của công ty Epco có 5.000 mét vuông đất tại khu vực Thảo Điền, khi đó viện lý do đất là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa có giấy tờ, công ty Epco bán cho ông Huỳnh Anh Kiệt với giá 500.000 đồng một mét vuông, tổng cộng chừng 2,6 tỷ đồng, trong lúc giá ở Thảo Điền lúc đó xấp xỉ 10 triệu đồng một mét vuông. Đó là chưa kể đến những tài sản của Minh Phụng Epco ở Vĩnh Tàu mà bà Lưu Thị Hồng Loan đã mua được với giá rẻ như cho. Tương tự như vậy, thưa quý vị, theo ông Liên Khương Thìn, công ty Hồng Long ở Sài Gòn, công ty Hồng Long Nha Trang, công ty Epco đã bị các cơ quan thông tin đại chúng liên tiếp, thì những cái sai phạm của ông Bùi Liên Hiệp, thì những cái sai phạm của ông Bùi Liên Hiệp chấp hành viên thi hành án mới được phanh phui. Đó là không kể việc bán đấu giá tài sản trên đất của ông Liên Khương Thìn ở Nha Trang. Thưa ông Bùi Liên Hiệp còn mạo danh hồ sơ để thu tiền của người dân. Theo đó, năm 1992, ông Liên Khương Thìn dưới danh nghĩa công ty Epco có mua lại của bà Phan Thị Thành 25.100 mét vuông đất ở quận 2 với giá 66.000 đồng cho một mét vuông. Quý vị thấy cái tiền thời đó có giá trị 66.000 đồng cho một mét vuông đất, nhưng mình thì mới trả được hơn 1 tỷ trong tổng số 1,6 tỷ thì ông Liên Khương Thìn bị bắt. Và đến khi kết thúc vụ án thì bà Phan Thị Thành làm đơn xin trả tiền lại để nhận lại đất và được ông Bùi Liên Hiệp làm thủ tục thu 1 tỷ đồng. Nhận đến đất thì bà Thành để tiến hành hợp thức hóa chủ quyền rồi bán cho ông Trương Đình Hưng với giá hơn 3 tỷ. Và trong kết luận của tổ công tác thường trực ban chỉ đạo thi hành án của ông Nguyễn Tấn Dũng, phần tài sản Minh Phụng Epco đã chỉ ra rằng ông Bùi Liên Hiệp đã tùy tiện thu tiền đồng thời làm công văn để cho bà Phạm Thị Thành hoàn tất thủ tục cấp phép chủ quyền là không thuộc về phạm vi thi hành án, và điều đó mà không đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên. Thưa quý vị, tương tự như vậy, bà Nguyễn Thị Cúc có hai lô đất đã nhận tiền đền bù của công ty Epco, nhưng đến tháng 1 năm 2003 bà Cúc lại bán hai lô đất đó trong Trương Đình Hưng, rồi sau đó đến phòng đền bù thi hành án trả lại tiền của Epco nhận lại đất.
Thưa quý vị, có nghĩa là những cái tài sản đó là đất mà ông Liên Khung Thìn và ông Tăng Minh Phụng bỏ tiền ra mua trước đây, với cái giá ở thời điểm như quý vị đã thấy, giá 1 mét vuông đất ở Thảo Điền lúc đó chỉ khoảng 500.000 đồng 1 mét vuông, và người ta sẵn sàng trả lại cái số tiền mua gốc cách đó 5-7 năm, và để người ta lấy lại lô đất và bán ra với giá gấp 4-5 lần tại thời điểm. Xong thưa quý vị, ông Bùi Liên Hiệp đi đêm lắm rồi cũng gặp ma. Cuối cùng người ta phát hiện ra ông Bùi Liên Hiệp lập phiếu thu tiền có dấu hiệu giả mạo. Đó là lý do ngày 4 tháng 8 năm 2006, ông Bùi Liên Hiệp đến nơi nghỉ của tổ công tác rồi xin gặp một số lãnh đạo tổ với lý do gửi thêm văn bản giải trình. Được biết ngày hôm đó tại đây, ông Bùi Liên Hiệp đưa cho cái vị lãnh đạo của tổ công tác một số giấy tờ và một phong bì quà. Nhưng ông Bùi Liên Hiệp đã bị cảnh cáo. Khi bị phát hiện và vụ việc vỡ lở thì ông Bùi Liên Hiệp cho rằng trong phong bì chỉ có bản báo cáo, còn quà lúc đó làm giỏ trái cây. Thưa quý vị, nó cũng tương tự như Nguyễn Phú Trọng phát hiện ra một cái vali đô la tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho cái đối tượng hối lộ mang tiền về. Thì ở đây cái vị lãnh đạo mà người ta nói của cái tổ công tác đó đã từ chối và cảnh cáo, thì người đó không hiểu có phải ông Ba Dũng hay không. Thưa quý vị, theo ông Liên Khung Thìn, sở dĩ cho nên bây giờ tôi mới nhắc lại vụ này vì chúng ta phải tìm hiểu, và tôi sẽ tiếp tục công bố nhiều tài liệu liên quan. Thưa quý vị, những cái phần tài liệu chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó là những tài liệu của báo Công an Nhân dân, cũng như những cái dẫn chứng mà ông Liên Khung Thìn đưa ra. Một cái điều chúng tôi muốn nói với quý vị đó là cho dù là Bill Gates đi chăng nữa, trong cái cơ chế kinh doanh kiểu vô pháp luật trong cái thể chế cộng sản hiện nay, thì chắc chắn các cái doanh nghiệp tư nhân trước sau rồi cũng có một cái kết cục như Tăng Minh Phụng hay Apple. Lỗi của cái những nhà tư bản tức là họ làm lớn hơn những cái áo mà cơ chế cho phép, họ dám làm những cái điều mà nhà nước cộng sản ngăn cấm, nơi mà các pháp luật chỉ mang tính hợp thức hóa cho mục đích của một nhóm lợi ích hay một số lãnh đạo của đảng mà thôi. Thưa quý vị, với phân tích cho rằng việc công ty Minh Phụng Apple trước đây mất khả năng chi trả bằng tiền mặt cho ngân hàng, đó là do chịu một cái sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới năm 1997. Nhưng rõ ràng việc cho vay và thế chấp tài sản từ để được vay nó làm cái chuyện hoàn toàn hợp pháp, và nếu có sai thì trách nhiệm thuộc về phía thẩm định tài sản cho ngân hàng trước khi cho ông Tăng Minh Phụng và ông Liên Khung Thìn vay. Tại sao nhà nước Việt Nam lại quy trách nhiệm ở hai nhân vật đó là ông Liên Khung Thìn và ông Tăng Minh Phụng? Hơn thế nữa thưa quý vị, với một khối tài sản khổng lồ như chúng tôi liệt kê, cho thấy Apple Minh Phụng có một cái hệ thống nhà xưởng, kho hàng, các khu công nghiệp với tổng số diện tích đất hơn 1,2 triệu mét vuông, mặt bằng nhà xưởng văn phòng cho thuê hơn 1,2 triệu mét vuông, đất chuyên dùng hơn 2,6 triệu mét vuông, mà đất nhà của Minh Phụng và Apple của Liên Khung Thìn có mặt ở khắp nơi, ở các tỉnh phía Nam, từ Sài Gòn đến Lâm Đồng, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, vân vân. Và nếu như người ta tính toán đúng giá thị trường dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo giải quyết nợ của Apple Minh Phụng mà ông Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu, thì chắc chắn Apple Minh Phụng hoàn toàn thừa khả năng chi trả các cái khoản nợ đã vay sau khi đã phát mãi. Mà bằng chứng như quý vị đã thấy, với một số tài sản gồm biệt thự, văn phòng, nhà xưởng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn đều bán giá thực tế cao hơn rất nhiều so với giá của cái ban chỉ đạo giải quyết nợ mà ông Nguyễn Tấn Dũng là trưởng ban, cũng như giá của tòa án định khi xét xử. Và riêng đối với các lô đất và công ty Minh Phụng Apple đã lập các dự án ở khu vực Thủ Đức trước đây, nay là quận 2, và quý vị nhìn vào quy hoạch của Sài Gòn, hầu hết số đất này nằm ở những cái vị trí cực kỳ đắc địa và lợi nhuận chắc chắn sẽ rất lớn. Đó là lý do giới phân tích cho rằng ngân hàng đưa tòa án giao cho một số lô đất tại khu vực quận 2 chưa cần phải triển khai xây dựng dự án, cũng không cần đầu tư hạ tầng,
chỉ cần qua một vài phiên đấu giá và họ bán, hay nói đúng hơn là đấu giá một vùng đất thôi, mà họ đã thu toàn bộ số nợ đến 15 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra các cái đơn vị này còn dư ra được những số tiền và giá trị tài sản hàng chục, hàng trăm triệu đô la Mỹ. Và thực tế khi xử lý các tài sản thế chấp sau này đã cho thấy các cái danh mục tài sản thế chấp đó là các nhà, các xưởng, các kho tàng ở các khu công nghiệp đều có giá rất cao với thời gian cho thuê dài tới 50 năm. Thì được biết một số ngân hàng chỉ mang những cái kho tàng này ra cho thuê thì cũng thu được hàng trăm tỷ. Và chúng tôi nhắc lại đó là lý do tại sao những cái luật sư bảo vệ cho thân chủ tăng nguyên vụ cũng như liên khu thiền trước đây khi bảo chữa cho các bị cáo đã phải ngậm ngùi thốt lên rằng với mét vùng đất được tòa định giá bằng ba cây kem trần tiền. Thưa quý vị, đó là lý do dư luận xã hội cũng như giới phân tích đặt một cái câu hỏi: vậy những cái tài sản của ông Tăng Minh Phụng, một người đã bị thi hành án tử hình, bây giờ đang nằm ở đâu? Liệu có còn ai kiện cáo số tài sản kể trên, hay là nó đã lọt vào tay các cái quan chức của nhà nước? Và thưa quý vị, mấy hôm trước tôi có đọc một cái thông tin về Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Sài Gòn, trong cái vụ mua bán với cái tập đoàn Quốc Cường Gia Lai trong cái khu đất. Và quý vị đã thấy trong cái vụ mua bán đất này, thuận thì họ bán, nhưng mà không thuận thì nhà nước lại thu hồi những cái diện tích đất đã bán cho tư nhân. Và đó là một cái cách người ta gọi là làm ăn kiểu con đất, thích bán thì bán, thích lấy lại là lấy. Một cái điều chúng ta phải làm vạch rồi đó là dẫu như Cường Đô La hay các cái đối tác là các cái doanh nghiệp tư nhân, trước đây họ có gian dối, họ có hối lộ cho các quan chức để rồi các quan chức bán cho họ với cái giá rẻ mạt đi chăng nữa, thì với một quy luật thị trường cũng như pháp luật của Việt Nam hiện nay, ai cũng hiểu anh đã đồng ý bán thì anh không có quyền gì để tố người khác là lừa gạt anh. Nó là cái vấn đề thuận mua vừa bán, có lợi là bán, có lợi là mua. Có chăng nó chỉ là cái tội ngôn tham lam của cán bộ nhà nước, đó là các cái đảng viên lãnh đạo mà lẽ ra lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phải xử lý triệt để, chứ đừng có chỉ chăm chăm vào xử lý doanh nghiệp, thì nhà nước chỉ có thể xử lý hối lộ nếu có. Thưa quý vị, liên quan tới ông Nguyễn Tấn Dũng, hẳn quý vị nhớ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng còn liên quan tới các cái đại gia ngân hàng, đó là đầu tiên là một cái đại gia ngân hàng khét tiếng trên đề. Vậy mà nhà nước cũng không thực thi thượng tôn luật pháp, trách nhiệm thuộc về ngân hàng. Họ phải có trách nhiệm thẩm định giá tài sản mà đầu tiên mang ra chế tất để cho vay, chứ không thể quy tội cho đầu tiên, rồi cho rằng đầu tiên ép ngân hàng để vay những khoản tiền lớn hơn giá trị thực tế của tài sản thế chấp. Và điều đó cho thấy pháp luật của Việt Nam, đặc biệt trong cái vấn đề quản lý kinh tế, nếu họ muốn bắt thì cứ căn cứ vào việc thu hồi được nợ để buộc tội người ta, kiểu thú nợ ở tù chứ sao lại căn tội chiếm đoạt tài sản. Điều đó theo dưới phân tích kinh tế thế mới biết kẻ cầm cơn này mức ở Việt Nam hiện nay là ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không biết pháp luật là gì. Làm sao ông có thể hô hào người dân sống và làm việc theo luật pháp? Thưa quý vị, nói tóm lại suy ra cho cùng, nhà nước Việt Nam chỉ thua lỗ khi làm ăn với nước ngoài mà thôi. Còn làm ăn với dân chúng, đặc biệt với các doanh nghiệp tư nhân, thì người ta với cái kiểu áp đặt, với cái kiểu luật hạ, ấy điền vào chỗ trống những câu thích hợp. Thưa quý vị, trước hội nghị Trung ương 3 khóa 13, hàng loạt các vấn đề đã xảy ra dồn dập liên tiếp và nó thể hiện những cái ý đồ của các thế lực ở trong đảng. Ngoài những cái vụ việc liên quan khác, ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, tưởng chừng bất khả xâm phạm và có thể gây thanh thế trở lại trong chính trường. Nhưng thưa quý vị, với một cái đòn của Bộ Công an, khi người ta khởi tố vụ án xảy ra cách đây 25-26 năm, từ cựu tử tù ông Liêm Khui Thiền, và người ta đã khôi phục lại một cái vụ án thực ra cách đây 20-25 năm, dư luận xã hội đã đặt ra những cái dấu hỏi ngờ vực về những cái thất thoát tài sản khổng lồ của Minh Phụng Echo. Mà thực tế sau khi khởi tố vụ án và đưa vụ án ra xét xử thì những cái tài sản đó thuộc về tài sản của nhà nước dùng để đảm bảo thi hành án. Vậy mà với một sự quản lý buông lỏng, nó đã tạo ra những cái tài sản
của nhà nước Kremlin được bán phát mãi với giá rẻ như trò, để rồi sau đó những cái giá đó qua tay một vài người khác, đó là những chân sau của Nguyễn Tấn Dũng, rồi được thổi giá lên hàng chục hàng trăm lần trong một cái thời gian cực kỳ ngắn. Đó là lý do tại sao dư luận xã hội cho rằng bây giờ mà lập hết ra trắng phớ tất cả liên quan tới khối tài sản của Tăng Minh Phụng và Liên Khui Thiền thì nhiều quan chức cao cấp sẽ sổ khám, và có khi ông Liên Khui Thiền lại vô tội và ông Liên Khui Thiền trở thành một cái tỷ phú có rất nhiều tài sản nếu như Liên Khui Thiền biết chiều lòng các cái nhân viên tư pháp của Việt Nam, đặc biệt một số lãnh đạo cấp cao. Vấn đề quan trọng là vậy trách nhiệm của Nguyễn Tấn Dũng khi giữ trách nhiệm trưởng ban chỉ đạo thi hành án phần tài sản của vụ án Minh Phụng Echo đến đâu, và liệu Bộ Công an có làm rõ số lượng tài sản thất thoát trong cái việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm là bao nhiêu, và đến nay số tiền đó đang nằm trong tay ai. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới sự kiện nội chính trước hội nghị Trung ương 3 cũng như phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội 15 xin kết thúc tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ KTV bằng cách giới thiệu chương trình của chúng tôi tới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam để giúp cho mọi người có thể hiểu được hiện tình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và mọi mặt ở Việt Nam hiện nay ra sao. Thưa quý vị, việc cổ vũ cho KTV là một trong những hành động thiết thực cổ vũ cho một cuộc vận động dân chủ trên tinh thần tiện tiến thông qua việc chấn hương dân khí, nâng cao dân trí xã hội để mọi người dân Việt Nam có những cái hiểu biết sâu sắc, đặc biệt các cái kiến thức về mặt chính trị, và điều đó sẽ giúp cho mọi người xác định rằng bản thân mình cần phải làm gì để góp phần trong việc xây dựng một đất nước Việt Nam thịnh vượng, tự chủ và độc lập. Ở Việt Nam sẽ có một xã hội dân chủ, tự do, đa nguyên và một cái thể chế chính trị thượng tôn luật pháp và công lý luôn luôn được bảo tồn và tôn trọng. Thưa quý vị, nếu như quý vị có các ý kiến hay các cái vấn đề quý vị quan tâm muốn KTV bình luận sâu hơn, xin quý vị hãy gửi cho chúng tôi thông qua phần comment, và quý vị có các cái bài viết quan trọng thấy rằng cần phải truyền tải tới số đông người coi, quý vị hãy gửi cho chúng tôi qua phần email. Và nếu quý vị có các cái giải đáp đối với những câu hỏi quý vị quan tâm, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua hệ thống Messenger trên trang Facebook Việt Thành KTV, và chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp với quý vị một cách nhanh nhất. Một lần nữa, Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.